วงดันบายตาดกุมเมอร์วงทองมันจำยือตาดดิมพบเสือก็หันตามาวงโอ้ยไม่บัดกงจูโดนหลายจุดตาอย่าซึกเอาเร็วย้ำไปในหลังหลังตาวัดใจไปว่าฝ่ายงานพี่กยรู้หะนั่นแหละเป็นฝ่ายตาวไม่เป็นใจแน่เอิ้นหนาวที่กักเงยกุ้งเตี้ยวด้วยผู้ทองดินตรงไหนบันซักแล้วก็จักลูกโอ้ยหายดันหมดของจบของแวนั่นเซฟโดยชี้ฝ่ายตัวมันดันหอยดำงอกเก๋นาวคุ้มทั้งหลายก็เซฟตัวหมูkhông có gì là không thể lên nào biết coi ủa biết coi đâu rồiMày lên trước đi, tao bọc lót đằng sau. Giờ này mà còn núp nữa hả Vicky? Chà. Sếp đừng có hiểu lầm em. Ở xa quan sát với bao quát, dễ tìm điểm yếu thuần phục nó sếp ạ. Người nói cũng có lý. Ngu sao xông ra? Cho ngươi 10 phút, không tìm ra cách hạ nó thì biết tay ta. Thà sếp đánh em, chứ đừng có làm hỏng tóc của em sếp ơi. Ra đó thì còn gì nhan sắc của mình nữa, mày đánh trúng thì đen thui lùi luôn. Nếm mùi đà. Cây cương tùn đó mà đòi đánh ta sao? Không. Cái cương của ta. Con chuột xấu xa. Đền cưa mau. Đền. Nằm mau. Ta sống mãi với người luôn. Cứ là lãi rồi. Đúng là mình ở hiền gặp lành. Đâu ra nhờ viên đá này nè. Đúng rồi, sếp có viên đá phục hồi kim loại mà. Vô lý, sao cây cưa có thể tự phục hồi được? Để cưa của ta trả lời cho ngươi nha. Có viên đá đó, cưa của ông là bất tử. Cưa phục hồi được, chứ cái mạng ngươi thì còn lâu. Tiếp chiêu của ta đây. Con chuột ngu ngốc, ta là robot mà. Đừng mừng vội. Không ngờ mình biết kéo cho nhảy ra người. Xem, giờ mà nó còn chơi kìa xem. Điểm con chuột đi Rambo. Dạ dạ. Trời. Hồ ngốc, sao không hụp xuống? Ai đó? Đứa nào ở đằng kia? Ở đâu? Mau ra đây. Bắt con chuột này khó hơn nghĩ nhiều. Bắt em còn xếp già. Còn thằng đồng đội ngơ không ai lo đó. Chuyện gì sẽ xảy ra đến ta cũng không biết trước. Những lúc theo dõi sau rung chuông, dù gì thì ta vẫn là trùm bốt.